Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cái clip hướng dẫn các bạn cách nhận một cái máy rửa xe một pha. Đấy, thì các bạn sẽ khi nhận máy thì các bạn sẽ đấu nối như thế nào để đảm bảo được cái sự ổn định nhất của máy, và kiểm tra cách kết nối của từng cái bộ phụ kiện một cho cái máy rửa xe một pha như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn, đây là một cái máy rửa xe một pha các bạn nhé. Thì khi các bạn nhận máy này thì có một số những phụ kiện kèm theo máy, bao gồm là một cái súng dài các bạn này, một cái súng dài thì sẽ có hai phần điểm rời như này. Các bạn sẽ kết nối cho mình bằng cách ấn trực tiếp cái súng này vào và bạn chặt cho mình cái phần vỏ ngoài. Bạn chặt vào cho mình nhé. Tiếp tục đến phụ kiện kèm theo máy sẽ là một cái dây áp lực 15m, dây áp lực 15m. Đấy, thì các dòng máy này thì các bạn sẽ kết nối bằng cách được khớp nối nhanh. Đến tiếp tục đây này, đây trên này nó sẽ có những cái phần lắp dầu này. Thì khi các bạn nhận máy nhé, thì máy của bên nhà sản xuất khi chuyển cho các bạn đấy thì nguyên sẽ là một cái phần nắp dầu dạng kín như này. Đấy, khi các bạn nhận máy các bạn tháo cái lắp dầu kín này cho mình nhé, và lắp giúp mình cái lắp dầu màu đen này vào. Đấy, tới lắp dầu màu đen này nó có phần thoát khí này. Khi lắp cái lắp dầu đen này vào thì các bạn chạy máy, đầu nén khí, đầu bơm nó không bị tăng, nó bị nóng và tăng áp suất đột ngột, thì các bạn cũng phải thay cái này vào giúp mình. Thì cái cách để các bạn kết nối lắp ráp những cái bộ phụ kiện này vào với nhau như thế nào thì các bạn sẽ lưu ý này. Khi các bạn dùng máy, nhận máy thì trên phần đầu cấp vào sẽ có một cái phần nắp đỏ như này, thì các bạn lên tháo cái nắp đỏ cho mình, dùng cái dây cấp nước này. Cái dây là một dây cấp nước kèm theo máy, nó sẽ là dây 2m. Đấy, cách kết nối như nào thì các bạn sẽ có hai quả lọc như nào. Cái máy này sẽ có hai chế độ sử dụng. Một là các bạn có thể dùng trực tiếp cấp nước từ trên tét xuống. Nếu cấp nước từ trên tét xuống thì các bạn chỉ cần lắp cái quả lọc đỏ này cho mình thôi. Lắp quả lọc đỏ thì trên quả lọc đỏ này nó sẽ có hai phần, một là phần dạng đuôi chuột như này, hai là phần gen. Thì cái phần đuôi chuột này các bạn kết nối trực tiếp vào cái phần dây mềm này bằng cách ấn trực tiếp vào. Còn đầu gen này nó là gen 27, đấy, gen 3/4. Thì các bạn có thể dùng cấp trực tiếp từ trên tét nước xuống, thì các bạn sẽ lắp một cái bộ khóa cho mình bằng ống phi 27, không dùng ống phi 21 các bạn nhé, từ ống 27 trở lên. Đấy, cách kết nối thì các bạn sẽ mua một cái khóa nhựa và một cái phần góc gen, hoặc là phần cái mang sông gen trong 34 cho mình. Đó, thì mình sẽ có cái ảnh kèm theo luôn để các bạn biết cái cách lắp đặt. Còn khi các bạn dùng nước hút thì các bạn sẽ kết nối cho mình hai quả lọc này, một quả lọc thô này và một quả lọc tinh. Các bạn vặn chặt vào cho mình, thả xuống dưới cái phần bể nước, thả xuống phần bể nước. Đó, còn phần còn lại các bạn nhé, thì các bạn sẽ lắp vào cái phần đầu vào này là phần đầu dưới này, vặn chặt vào cho mình. Lưu ý khi các bạn dùng, các bạn phải vặn chặt cái phần đầu cấp vào này để đảm bảo không bị rò rỉ. Đó, còn phần còn lại thì sẽ có cái dây này, các bạn sẽ dùng cái phần đuôi chuột này, các bạn kết nối vào trực tiếp vào phần đầu ra là phần đầu trên của cái phần đầu bơm. Các bạn chỉ cần kéo cái vỏ ngoài ra, các bạn ấn chặt vào cho mình nhé, ấn chặt vào là ok. Còn phần còn lại thì cũng giống như vậy thôi, cũng là khớp đuôi nhanh và đuôi chuột các bạn kết nối với nhau và phần đuôi súng. Một phần nữa là các bạn này, đây là cái phần núm để điều chỉnh cái áp lực của máy. Đấy, mỗi một máy nó sẽ có một cái phần chỉ số áp lực tối đa của máy là bao nhiêu, thì tùy các bạn mua cái thông số máy thì các bạn sẽ chỉnh phù hợp. Thì các bạn chỉnh như thế nào bằng cách các bạn nhìn trên này, nó sẽ có cái mũi tên cộng và trừ này. Đấy, cộng sẽ là tăng áp lực, trừ sẽ là giảm đi. Các bạn vặn xuôi kim đồng hồ thì áp lực sẽ tăng lên, ngược chiều kim đồng hồ áp lực sẽ giảm đi. Đó, thì các bạn sẽ tăng giảm tùy theo cái áp lực của các bạn, khả năng dùng được bao nhiêu các bạn sẽ tăng ở đây và tăng cái mức tối đa của máy. Một cái phần nữa là cách kết nối rất là quan trọng. Đó, thì đây là cái máy rửa xe 3kW thì sẽ có một dây là dây 2m này và dây 2,5 này. Đây là điện một pha các bạn nhé, thì nó sẽ có 3 dây như này. 3 dây thì một dây màu vàng nó là dây tiếp địa, các bạn cắt cái dây vàng đi, không cần sử dụng, không phải đấu nối nhiều nhé. Còn 2 dây thì sẽ có là một dây màu xanh và một dây màu nâu, thì các bạn sẽ đấu nối trực tiếp vào cái atomat của các bạn, vào nguồn điện của các bạn. Các bạn tuyệt đối là không được dùng phích cắm mà các bạn phải đấu qua atomat cho mình, không dùng qua cầu dao, lên dùng atomat để đảm bảo được cái độ ổn định của máy nhất. Về atomat nó sẽ rất là chuẩn, liên quan đến vấn đề về cái điện, nó có vấn đề áp nhảy rất là tốt. Và một cái phần quan trọng nữa là các bạn không được dùng đấy, không được dùng cái phích cắm. Để phích cắm cái phần ampere trên cái phích cắm nó chỉ cho tầm khoảng 6 đến 12 ampere thôi, tầm 6 ampere thôi. Nhưng cái máy một pha này thường thường chạy nó rơi vào tầm khoảng 14 ampere đến 15 ampere. Thì khi các bạn khởi động mà những cái phích cắm đấy nó sẽ rất là bị mô ve đấy, không đảm bảo được cái nguồn dẫn điện chuẩn của mình được. Một cái nữa là khi các bạn đấu lối thì các bạn sẽ kết nối cái dây này cho mình. Khi tuốt dây các bạn nên lưu ý không được để đứt dây đồng này nhé, tại vì dây này là dây 2,5, các bạn tuốt đi nó sẽ bị đứt dây, đứt các một số sợi đồng đi, cái nguồn điện của bạn vào sẽ bị yếu nguồn điện. Các bạn lưu ý này, cách đấu lối như nào thì các bạn nên mua một cái Atomat cho mình, Atomat 32A, dùng át 2 cực nhá. Để tốt nhất thì các bạn nên sử dụng cái Atomat do bên nhà máy, do bên công ty mình cung cấp cho các bạn trực tiếp luôn. Thì nên sử dụng những cái dòng át theo máy này để đảm bảo được cái độ ổn định nhất của máy. Át là các bạn dùng át 2 cực này, được chưa? Cái nguồn điện nhá, thì các bạn lưu ý là cái máy này các bạn chạy là phải đạt đủ được cái nguồn điện các bạn, là nguồn điện vào là 220V, không được dùng điện yếu. Điện yếu sẽ chạy thì cái máy sẽ rất dễ bị ảnh hưởng đến phần motor, chập cháy motor. Đó. Thì cách kết nối như nào? Bây giờ mình sẽ kết nối hướng dẫn các bạn này. Các bạn sẽ đấu nối trực tiếp cả hai cái dây này, dây lâu và dây xanh này vào cái nguồn điện của các bạn. Đấu nối trực tiếp vào, các bạn vặn chặt nha. Lưu ý là phải vặn thật chặt, không được vặn lỏng sẽ bị hiện tượng mô ve, dẫn điện sẽ bị kém. Đây, khi các bạn đã kết nối xong rồi thì các bạn kiểm tra hộ mình giúp mình cái nguồn điện nhé. Cái máy của xe này nó sẽ đòi hỏi rất là kén điện, các bạn cần điện phải đủ điện để đảm bảo được cái phần dẫn điện tốt và máy chạy ổn định nhất. Máy là máy điện một pha, motor là motor 3kW. Với máy rửa xe áp lực cao như này, khi các bạn nguồn khởi động có bạn ấy bắt buộc phải đảm bảo được điện đủ 220 thì mới sử dụng máy được. Nếu điện của các bạn yếu điện dưới 200 là máy sẽ rất nhanh bị cháy. Mình sẽ phân tích cho các bạn tại sao như vậy. Cái máy này là máy điện là motor là 3kW. Khi máy mới khởi động nó sẽ ăn gấp 3 lần so với công suất motor thực tế. Máy là máy chạy theo dạng quả văng, không phải đề trực tiếp. Khi máy là máy một vòng quay motor ví như 1450 vòng trên phút hoặc là 2009 thì cái lúc khởi động ban đầu sẽ ăn gấp 3 lần, là motor 3 kg sẽ ăn thành 9 kg. Đấy, nguồn điện các bạn không đủ thì khi các bạn chạy là máy này, khi bạn bật công tắc máy này, chạy là quả văng sẽ đóng lại. Đóng quả văng ở phần sau motor này để cái phần khởi động ban đầu quả văng, và nó sẽ có hai con tụ, một tụ khởi động và một tụ làm việc. Thì khi khởi động máy là tụ khởi động sẽ làm việc và cái phần quả văng sẽ hít vào để đảm bảo được cái là gì, cái vòng quay motor của máy đấy nó sẽ đủ cái vòng quay. Khi đạt đủ vòng quay 1400 vòng trên phút hoặc là 2009 thì quả văng sẽ nhả ra, tụ làm việc cũng tụ khởi động cũng ngắt và tụ làm việc bắt đầu là duy trì, thì lúc đấy nguồn điện các bạn sẽ rất là ổn định, dòng bình thường. Nhưng khi điện các bạn không đủ là quả văng luôn luôn đóng này, không nhả văng ra được thì lúc cái dòng ăn rất lớn, và điện không đủ các bạn sẽ chạy nó sẽ rất dễ bị gì, dính quả văng, không nhả văng được, rất dễ bị cháy cuộn khởi động và văng sẽ nhanh bị hỏng văng, nhanh hỏng tụ. Đó thì các bạn lưu ý. Còn điện thì tất nhiên là điện không đủ thì cái máy các bạn chạy nó sẽ bị yếu điện sẽ gây hiện tượng bị cháy motor, cho nên là cái phần điện đó rất là quan trọng để sử dụng cái máy của mình hoạt động tốt. Trước khi các bạn chạy máy này, các bạn kiểm tra giúp mình này cái nguồn điện xem đã đủ điện hay chưa. Đó, bằng cách cho hai cái phần bút đo này vào phần cái nguồn điện ra của bạn. Đó. Nhưng các bạn lưu ý nhé, khi mình sử dụng thì các bạn cũng nên mua một cái đồng hồ như này, tại vì các bạn mua cái máy nó giá trị nó khá là nhiều tiền, nên có một cái phần đồng hồ như này để mình kiểm tra thường xuyên cái nguồn điện của mình có đủ hay không. Điện có thể là các bạn bên công ty khi đi lắp máy cho các bạn đã kỹ thuật đã kiểm tra điện đủ rồi, nhưng nhiều khi cái phần khu vực của các bạn đó kết vào những thời điểm giờ cao điểm là nguồn điện nó sẽ bị yếu đi, tại vì nhiều nhà sử dụng điện cùng một lúc điện sẽ bị yếu đi, thì lúc đấy là điện nó sẽ rất dễ bị ảnh hưởng, cái phần yếu điện là ảnh hưởng đến motor. Thì các bạn có cái đồng hồ này các bạn có kiểm tra thường xuyên được là cái nguồn điện của mình có đủ hay không, thì lúc mình sẽ giảm áp lực đi nó phù hợp. Thì các bạn kiểm tra bằng cách này, cho vào này, kiểm tra nguồn điện của các bạn này. Đó, đây là nguồn điện đang là 230V, đó là ok. Nhưng khi cái lúc khởi động, quan trọng nhất lúc khởi động ấy, điện các bạn có đủ hay không. Nếu điện không đủ là sẽ bị dính văng và cháy motor ngay. Đó thì các bạn sẽ kiểm tra điện bằng cách nào. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xài ra trước, xong quay vào hướng dẫn về điện tiếp. Như vậy là điện đã ok rồi nhé. Bây giờ mình quay vào thử máy này. Thì khi các bạn nhận máy này, các bạn sẽ bật công tắc này, công tắc nút màu xanh là công tắc bật nhá, công tắc đỏ là công tắc tắt này. Các bạn bật lên cho mình, chúng ta xé ra trước đi. Đây là các bạn nó xé ra này, khi xé ra nhá, nước ra thành một dòng đều như này rồi thì lúc ý là đã hết cái air, hết cái bọt khí trong máy rồi. Các bạn nhả ra và các bạn lắp đầu bếp vào, lắp đầu bếp vào. Cách lắp đầu bếp thì như nào? Cái máy này nó sẽ có 4 đầu bếp: đầu bếp đỏ, đầu bếp vàng và đầu bếp xanh, đầu bếp trắng. Thì khi sử dụng để rửa xe ô tô con và xe máy, các bạn chỉ dùng đầu bếp trắng thôi, không dùng các đầu bếp kia. Các bạn lắp bếp bằng cách kéo cái phần vỏ không được nhanh của phần súng và ấn cái phần đầu bếp này vào. Gân của phần bếp này, đấy, phần chiều dọc này sẽ thẳng mấy cái chiều của gân súng. Khi các bạn xài ok rồi thì các bạn sẽ bật cái công tắc cho mình. Khi các bạn không xài ra được thì máy chạy hiện tượng rung giật nhé. Còn bây giờ mình sẽ kiểm tra các bạn. Tại sao mình nói về vấn đề về nguồn điện này, phải có đồng hồ các bạn mới kiểm tra được nhé. Cái dây cũng là một cái phần rất quan trọng. Tùy theo cái phần khoảng cách từ cái công tơ điện của các bạn đến cái khu vực các bạn để cái hộp điện trung tâm là bao nhiêu mét thì các bạn phải tính. Thì bên khi các bạn mua máy ấy, thì bên kỹ thuật, bên kinh doanh sẽ tư vấn cho các bạn là chọn cái nguồn dây nào nó phù hợp nhất với cái chiều xa các bạn. Điện của các bạn ở phần đầu nguồn hoặc là ngay trên phần trên áp này vẫn đủ bình thường, vẫn đủ 220, 230 bình thường. Nhưng khi dây điện của bạn không đủ tải ấy, nguồn điện các bạn cấp vào vẫn đủ, nhưng khi các bạn bật máy là điện nó sẽ bị giảm điện đi. Đấy, tại vì dây nó bé mà, thì tiết dây bé khi chạy càng xa thì cái điện của các bạn khi có nguồn điện dùng thực tế thì cái nguồn điện các bạn sẽ bị giảm cái điện của các bạn đi. Thì đây này, các bạn kiểm tra này bằng cách này. Đây điện của bạn là vẫn đủ 230 bình thường nhá. Khi các bạn kiểm tra cái cò súng các bạn phải bóp giữ nguyên cò súng cho mình này. Đấy, bật công tắc lên này, bật công tắc lên. Đây là xài ra xong hết rồi, áp lực đủ rồi. Các bạn sẽ kiểm tra điện này. Đây em quay gần đây này. 230 này, bật công tắc này. Bật công tắc lên. Đó, điện là 160 này, tắt đi. Bật bóp luôn vào đi. Đây các bạn nhìn này, điện vẫn đủ 230 bình thường này. Khi bắt đầu khởi động máy này là lúc điện là thực tế này. Ok, bật đi. Đấy, có 150 này. Đó, xong về điện 202 này. Tắt đi. Đó, như điện như này thì là cái nguồn khởi động của bạn hơi bị yếu. Thì các bạn phải cần kiểm tra lại, gọi thợ điện đến để các bạn kiểm tra lại cái nguồn của các bạn đã đủ điện hay chưa. Như này là sẽ không đảm bảo được cái phần yêu cầu kỹ thuật. Điện như này sẽ rất dễ bị cháy cái phần tụ khởi động. Đấy, tụ khởi động này, dính văng này và chết cái phần cuộn khởi động của trong motor. Đó. Vừa rồi thì đấy mình vừa chia sẻ đến các bạn về cái cách nhận một cái máy rửa xe một pha 3 kW và cách đấu lối, cách kiểm tra điện, cách kết nối như nào cho nó đảm bảo nhất. Thì các bạn có nhu cầu mua thiết bị rửa xe, các bạn hãy liên hệ cho bên công ty theo số hotline trên cái clip này để anh em kinh doanh sẽ tư vấn cho các bạn cách mua cái thiết bị nào, cái model máy nào phù hợp nhất với cái khả năng tài chính của mình và cái nhu cầu của mình và cái nguồn điện của mình, thì mình nên sử dụng máy áp lực tầm bao nhiêu để cho đảm bảo nhất với cái nguồn điện của mình và cái khả năng tài chính của mình. Và một cái nữa là gì? Khi các bạn mua thiết bị thì các bạn cũng phải lưu ý kỹ cho mình về cái cách đấu lối để cho đảm bảo được cái yêu cầu kỹ thuật khi bạn sử dụng máy, sẽ tránh được những cái rủi ro nhất khi các bạn sử dụng. Đấy. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn hãy ủng hộ bằng cách ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những cái thông báo mới nhất, mỗi cái video những video mới nhất bên khi công ty mình lên sóng. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.